Tập 5. Xin Ngọc Phu Nhân thứ tội, A Mịch chỉ nhất thời ham chơi, không ngờ ra khỏi kết giới Ngọc Sơn. Đây là lỗi của một mình A Mịch. Nè, tại ta muốn đưa nàng ấy đi, bà muốn trừng phạt thì phạt mình ta được rồi. Dám xông vào kết giới Ngọc Sơn, nào phải chuyện nhỏ. Xích Dân, ngươi thân là thủ lĩnh Nhược Cương, buộc phải cho ta câu trả lời thích đáng. Nếu không, ta nhất định sẽ khiến Nhược Cương của ngươi phải trả lời cho ta. Nè, Quyên còn ngơ ngẩn ra làm gì? Mau đi tìm Dân Tan đi tỉ. Nếu Quyên Mục Dương đồng ý ra mặt, Quyên và Nhược Cương sẽ không sao đâu. Chỉ cần nàng vui thì ta sợ gì chứ? Ta có thể đại diện Nhược Cương. Quyên nói gì mà kỳ lạ vậy? Uổng công ta coi Quyên là một đại anh hùng. Quyên thì không sao, nhưng còn Bách Tính Nhược Cương, lỡ Ngọc Phu Nhân trách tội, người gặp tai họa sẽ là Bách Tính. Quyên muốn gì ta mà bỏ mặc Bách Tính Nhược Cương sao? A Mịch à, rốt cuộc Quyên có đi không đây? Được, vì nàng, vì Bách Tính Nhược Cương, cầu xin là được chứ gì. Dân Tan tỷ tỷ, hiện tại chỉ có mình tỷ mới giúp được Xích Dân thôi. Xích Dân, Quynh đúng là giỏi phá hoại. Nếu muội khó xử thì thôi, ta tự gặp Ngọc Phu Nhân nhận tội. Quynh còn chơi chưa đủ loạn hay sao? Hay như vậy đi, ta sẽ dẫn hai người đi gặp Ngọc Phu Nhân tạ lỗi với bà ấy, xem thái độ bãi ra sao, sau đó bẩm với Phụ Dương để Phụ Dương ra mặt. Bây giờ cũng chỉ còn có cách này. Xích Dân và A Mịch chỉ là ham chơi, không biết là không được rời khỏi Ngọc Sơn. Xin Phu Dương bà khai ân. Ta nể tình hắn vừa giành đệ nhị bản anh hùng đại quan và mối giao hảo trước nay với tộc Nhược Cương, nên không trừng phạt hắn ngay. Vậy là nể mặt hắn và Phụ Dương của người lắm rồi. Chuyện này đã định, ngươi không cần phải nói nữa. Xích Dân chỉ là thẳng tính nhanh miệng, nhưng không có ác ý. Nhưng vi phạm quy tắc Ngọc Sơn thì vẫn phải trả lời cho ta. Xin Phu Nhân để tình với Phụ Dương rộng lượng lần này. Ngươi không cần phải nói nữa. Quy tắc là quy tắc, không ai được phép thay đổi. Nếu có bản lĩnh, ngươi kêu Phụ Dương dẫn đại quân Quyền Mục tới Ngọc Sơn đi. A Mịch, A Mịch à, A Mịch, ta không sợ Ngọc Phu Nhân trừng phạt, ta chỉ sợ muội không quan tâm tới ta. Xích Dân, Quynh biết là mình gây quả lớn cỡ nào không? Nếu Quynh còn tùy tiện như vậy nữa, A Mịch sớm muộn cũng bị hại chết. Chỉ cần khiến A Mịch quan tâm tới ta, chuyện gì ta cũng nghe theo muội. Bắt đầu từ hôm nay, Quynh không được làm gì, quan quản ở yên một chỗ, còn lại để ta xử lý cho. Dân Tan tỷ tỷ, chuyện lần này rốt cuộc tỷ tính xử lý làm sao? Tuy Xích Dân mạo phạm Ngọc Phu Nhân, còn phá quy tắc Ngọc Sơn, nhưng mà con người của Quynh ấy không xấu. Hơn nữa, chuyện này vốn là do muội khởi đầu, muội cũng cần phải chịu trách nhiệm. Tỷ à, tỷ nhất định phải giúp Xích Dân nha. Muội không cần lo đâu. Tuy là Xích Dân phạm vào giới điều của Ngọc Sơn, nhưng cũng không làm gì thương thiên hại lý. Cũng mong là như vậy. Chỉ cần Xích Dân không bị trừng phạt là muội yên tâm rồi. Xích Dân tính vốn ngang tàn, nếu huynh ấy muốn làm gì, tỷ và Phụ Dương cũng đành chịu. Nhưng tỷ thấy Quynh ấy rất nghe lời của muội. Tỷ tỷ đang nói gì vậy? Ý của tỷ là nếu Xích Dân nghe lời muội như vậy, muội lại thật lòng nghĩ cho Quynh ấy, thì hãy bỏ ít thời gian,
khuyên nhủ huynh ấy đi, để huynh ấy hiểu đúng sai phải trái. Nếu không cứ gây quả nhiều như vậy, không chỉ hại chính Xích Dân mà có thể khiến cho Dược Cương rơi vào nguy hiểm. Tới lúc đó hối hận cũng không còn kịp nữa. Ta nghĩ lúc này các vị chắc cũng rất muốn thấy Thần Điểu Ngọc Sơn chuyện gì cũng biết. Theo như quy tắc, lần này sẽ do Lăng Vân Thành Luân đứng đầu bảng anh hùng đại quan tới hỏi Thần Điểu Ngọc Sơn một câu. Tạ ơn Ngọc Phu Nhân. Đoán là hắn sẽ hỏi câu gì? Chắc chắn liên quan tới Hà Đồ Lạc Thư. Tạ ơn Ngọc Phu Nhân. Thần Điểu Ngọc Sơn của ta đã hoàn thành sứ mệnh của nó ở thế gian. Chẳng trách chỉ một người được hỏi. Thực ra vốn dĩ chỉ có một cơ hội được hỏi thôi. Chắc hẳn các vị đều muốn biết ta đã hỏi Thần Điểu câu gì. Thực ra nói với các vị cũng không sao. Ta đã hỏi về tung tích của Hà Đồ Lạc Thư. Thần Điểu trả lời rằng Ngu Uyên, Kim Kê, Ngọc Noãn. Quỳnh có biết là Hà Đồ Lạc Thư rất quan trọng với chúng ta không? Khó khăn lắm Quỳnh mới giành được đầu bảng anh hùng. Có cơ hội để hỏi Thần Điểu, bây giờ nói ra tất cả rồi, Quỳnh có bị điên hay không? Tại sao? Tại sao Quỳnh làm vậy? Lần này ta đã giữ được đầu bảng, đương nhiên là cũng có quyền đưa ra quyết định. Chuyện này ta nhất định bẩm báo phụ vương, để xem lúc đó Quỳnh ăn nói ra sao đây. Vốn dĩ Quỳnh không nên xuất hiện ở đây làm gì. Nơi Quỳnh nên ở phải là ở cực bắc. Sao không nói ý đồ thực sự của Quỳnh cho hắn biết? Hắn là đệ đệ của Quỳnh, nếu nói ra thì cũng có thể hòa quản quan hệ của hai người. Lúc này nó đang nóng giận, dù ta có nói gì thì nó cũng không tin. Nó chỉ muốn độc chiếm tin tức này, cướp lấy cơ hội, chứ không hề suy xét những mặt lợi hại khác. Tuy là Quỳnh đã được hạng nhất, nhưng mà tin tức lại không được độc hưởng. Vì một khi độc hưởng, Lăng Vân sẽ rơi vào thế cô lập, không một nơi nương tựa. Quỳnh nói tin này với tất cả mọi người để bọn họ có cơ hội tìm được Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng mà trước khi đó, tất cả thế lực đều duy trì hiện trạng, ít nhất Lăng Vân sẽ được an toàn. Trên đời này người hiểu ta nhất chắc chỉ có mình Quỳnh. Phụ vương Quỳnh sẽ hiểu thôi. Đúng rồi, chuyện Quỳnh với A Mịch chừng nào mới nói với nó đây? Dù có ra sao ta cũng phải dùng diện mạo tốt nhất đi gặp A Mịch. Ta phải nói chuyện này với nàng ấy, để nàng ấy đồng ý gả cho ta. Được, Quỳnh nghĩ được như vậy, tự tin như vậy là ta yên tâm rồi. Đệ cơ, Thanh Luân cơ. Chưa như vậy, tại sao lại hốt quản? Để lo cho A Mịch mà. Bây giờ sắp phải rời khỏi Ngọc Sơn rồi. Các Quỳnh nghĩ được cách cứu mùi ấy chưa? Không lẽ phải để cho mùi ấy ở đây 5 năm sau? Nếu vẫn không được, chúng ta phải đi nói với Phụ Dương. Không được, chuyện này Phụ Dương nhúng ta vào sẽ càng phiền hơn. Cách duy nhất là để mùa ấy ở lại đây. Cái gì?
ở lại đây sao? Đây đâu phải là cách đâu. Ý của Dục Thần là tạm thời để A Mịch ở đây, lợi dụng linh khí Ngọc Sơn điều dưỡng thân thể, sau đó thì dùng danh nghĩa thê tử của ta để trở về. Chính là ý này đó. Cách này tuy là tốt, nhưng mà nếu như để A Mịch biết, mùi ấy có đồng ý không? Phụ dương chúng ta đã gửi thư liên lạc, chuyện này không thể khác được, chỉ đành vậy thôi. Hơn nữa như nữ cuối cùng phải gả cho người ta, trong mắt ta thì Thành Luân chính là lựa chọn tốt nhất. Hai người cứ nói đi, ta đi đây. Nè, nhưng mà ta phải nói trước, nếu hai ta đồng thời gặp Kim Kê ở Ngô Quyên thì ta sẽ không nhường huynh chỉ vì huynh là muội phu tương lai của ta đâu. Không sao, cứ so bản lĩnh. Đại ca, nếu để A Mịch biết mình bị sắp xếp liên hôn, với tính cách muội ấy thì... Cho nên không được để cho muội ấy biết, để hiểu chưa? Xích Dân vẫn là kỳ tài có 102 của Nhược Cương. Nhược Cương không có Xích Dân, ắt sẽ đại loạn. Ngọc Phu Nhân trước nay hướng về thiên hạ, vẫn mong Ngọc Phu Nhân nể mặt Lê Dân Bách Tính, tha cho Xích Dân lần này. Ta đợi nhiều năm như vậy, đợi được bức thư đầu tiên của ông, lại là xin tha cho Xích Dân. Ngọc Phu Nhân, dù sao ta cũng phạm sai lầm, ta chấp nhận chịu phạt. Hôm nay ta lấy danh nghĩa trưởng tộc Nhược Cương, xin Ngọc Phu Nhân phạt ta giống Mộc Thanh Mịch, nhốt tại Ngọc Sơn 5 năm. Hỗn xược, ngươi coi Ngọc Sơn của ta là cái gì chứ? Sao lại trở thành nơi giam cầm? Hôm nay ngươi muốn ở lại Ngọc Sơn, ta càng không cho ngươi như ý. Ngày mai ngươi đi cùng dân tang rời khỏi nơi này, từ nay về sau không được bước chân tới đây nửa bước. Ta xong qua kết giới Ngọc Sơn, bà thật sự thả ta đi sao? Bà thật sự không muốn phạt ta sao? Ngươi đã lôi cả Quyền Mục Dương tới rồi, ta và Quyền Mục Dương vẫn có giao tình. Hôm nay ta nể mặt ông ta, ngươi đi đi. Tạ ơn Ngọc Phu Nhân. Ê Ngọc Phu Nhân, bà nghĩ lại đi bà, phạt ta đi. Ngọc Phu Nhân à, đừng có làm loạn nữa có được không? Ta không thể bỏ A Mịch mà đi được. Không được, chúng ta phải lập tức lên đường tới Ngô Uyên, nếu không sẽ không kịp. Từ lúc Lam Dân Thành Luân tuyên bố tung tích của Hà Đồ Lạc Thư, các tộc đều tranh nhau tới đó, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát. Ta nói rồi, Hà Đồ Lạc Thư không liên quan tới ta. Nhược Cương chỉ cầu mong được bình an, bọn họ muốn cướp thì cứ để họ cướp. Nhược Cương dù đúng là chỉ mong bình an, nhưng các tộc khác chưa chắc đã muốn như vậy đâu. Cũng giống như chuyện của 10 năm trước, Đồng Tranh khởi binh dây đánh Nhược Cương. Nếu Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện, Quynh nghĩ mình có khả năng lấy được không? Tuy ta không chắc 10 phần sẽ cướp được, nhưng cũng không để kẻ khác lấy đi. Phụ Dương không xin Quynh đoạt Hà Đồ Lạc Thư về cho Quyền Mục, nhưng hy vọng không để tộc khác lấy đi, được không? Không vội, Hà Đồ Lạc Thư được coi là bảo vật thiên hạ, nên cũng không dễ bị tìm thấy. Nếu bọn họ gấp gáp thì cứ để bọn họ tìm trước. Vậy ý của Quynh là? Nếu ta giúp muội tìm được Hà Đồ Lạc Thư, muội phải giúp ta ở lại Ngọc Sơn thêm một thời gian. Được, ta hứa với Quynh sẽ nghĩ cách giúp Quynh. Muội giúp ta thật sao? Ta không nghĩ cách giúp Quynh, Quynh vẫn muốn ở lại mà. Chuyện Ngô Uyên muội đừng lo, muội cũng biết tốc độ của Tiêu Dao là vô địch, dù ta xuất phát trễ hơn 2 ngày cũng sẽ không chậm hơn họ. Xích Dân này tính cách quá ngang tàn tùy tiện, mà Cảnh Thời thì lại quá cứng nhắc quy củ, chuyện gì cũng không hiểu. Ta bị Phụ Dương lưu đày tới cực bắc suốt 8 năm, bây giờ trở về Lăng Chân, không biết là năm đó những bộ hạ theo ta còn lại bao nhiêu người.
Lần này ở Ngọc Sơn, ta và Địa Âm lại có chuyện. Hai bọn ta xem như trở mặt nhau rồi. Đợi ta về tới Lăng Vân, sợ là nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Xin Dương Tử cứ yên tâm, ta sẽ trở về Lăng Vân trước, âm thầm liên lạc với các bộ, cố gắng hết sức dành người ủng hộ cho Dương Tử. Ý ta đúng là như vậy. Có điều, trước khi về Lăng Vân, ta phải đi Ngô Uyên một chuyến. Nếu như lấy được Hà Đồ Lạc Thư, tỷ lệ thắng khi về Lăng Vân sẽ lớn hơn một chút. Dương Tử cứ yên tâm, Cảnh Thời nhất định sẽ tận lực sắp xếp tất cả mọi thứ, đón Dương Tử trở về. Mau đứng lên đi. Tình thế hiện đang nguy cấp, ta sẽ lập tức trở về Lăng Vân. Nhưng mà còn Ngô Uyên, các tộc tập hợp, tình thế chắc chắn là rất căng thẳng, vạn phần nguy hiểm. Huynh nhất định phải bảo trọng đó. Huynh cũng bảo trọng. Có phải là huynh sẽ đính hôn với Dương Cơ Tuyên Dương không? Phải. Dễ thương không? Tệ tệ. Dễ thương quá. Quỳnh tìm ở đâu về vậy? Nó bị thương nhẹ, không biết nuôi sống được không nữa. Hả? Sao lại bị thương? Lúc nó còn chưa ra đời, mẹ của nó đã chết trong khi tranh giành thức ăn. Sau đó mẹ nó dùng móng tự rạch bụng của mình ra, kéo nó ra ngoài, cho nên nó bị sinh non. Lúc mà ta tìm được nó là lúc nó bị những con thú khác tấn công. Thật là tội nghiệp. Sau này Tệ Tệ chính là của nàng. Ngọc Sơn là thánh địa trị thương, nàng ở đây trị thương cho nó, còn nó ở đây bầu bạn với nàng. Nhưng mà hồ tộc này quý giá, rất khó nuôi dưỡng. Bây giờ nó lại yếu như vậy, làm sao mới tốt đây? Ta với nàng cùng nghĩ cách nuôi nó. Thế hình như ta có cách cứu nó rồi. Chờ ta một lát. Dương Cơ, Lăng Vân Cảnh Thời tướng quân sai nô tỳ mang vật này giao tới cho người. Đa tạ. Tướng quân Cảnh Thời đang ở đâu? Người đã khởi hành trở về Lăng Vân rồi. Được, đã làm phiền. Nếu không có chuyện gì khác, vậy nô tỳ xin cáo lui. Cảnh Thời muốn đi cũng không tới từ biệt ta. Sao quên ấy phái người mang tấm bản đồ ao đồ quán tới, là có ý gì đây? Nó vốn sinh ra đã kém cỏi, sau này lớn lên chúng ta sẽ bù đắp. Thì ra nàng muốn giúp con hồ ly này bổ sung linh khí. Nương tử thật thông minh hơn người. Bàn đào này hội tụ linh khí trời đất, ta nhìn mà cũng muốn ăn đó. Hay là cho ta ăn miếng nha. Thứ ngon như vậy mà cho huynh ăn không phải lãng phí rồi hả? Đương nhiên là để lại cho đột bỏ đi này rồi. Nè, ăn đi. Ăn đi nè, ăn đi. Thử một miếng đi mà, ngon lắm luôn đó.
huynh xem, sau khi nàng quả bàn đào, quả nhiên là nhanh nhẹn hơn rồi. Sao ta cảm thấy nàng đối với đồ bỏ đi này còn tốt hơn với ta nữa? Điều đó là đương nhiên. Nó giống như con của ta, ta đương nhiên phải tốt với nó. Đúng rồi, nó còn chưa có tên, chúng ta đặt tên cho nó đi nha. À, vậy thì gọi nó là côn trùng thối đi. Côn trùng thối. Nè, ta nói ngươi có để tâm chút nào không vậy? Đừng nói ta không đồng ý, đến nó cũng không chịu kìa. Nghĩ lại đi. Mà... Ê, hay gọi nó là A Tệ. Tên này của nàng gọi là gì hả? Như vậy chẳng khác gì ta là một con mèo thì gọi là A Miêu, là một con chó thì gọi là A Cẩu. Nó vốn dĩ là A Tệ mà. Ta muốn gọi như vậy. A Tệ, ngươi có thích cái tên này không hả? Quỳnh xem, nó đồng ý rồi kìa. Sau này gọi nó là A Tệ. A Tệ, A Tệ. A Mịch à, ngày mai ta phải đi rồi. À, vậy hả? Vậy nàng có nhớ ta không? Ta có A Tệ rồi, không cần ai nữa. Tuy ta đi rồi, nhưng mà trái tim vẫn ở bên cạnh nàng. Huynh đừng có dọa ta nha. Vì mà người đi, tim còn ở lại hả? Ta cảnh cáo huynh, sau khi huynh xuống núi phải ngoan ngoãn, đừng có gây sự khắp nơi nghe chưa. Nếu không thì ta không thèm để ý tới huynh nữa. Tuân mệnh, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn rồi về đón nương tử. Về đón A Mịch nương tử trở về. Nè được rồi, huynh đi nhanh đi. Ê, đi đi mà, đừng cản trở ta bế quan tu luyện. Nữa nói thật lòng đi, ta đi rồi nàng có nhớ ta không? Ta cảm thấy sau khi xuống núi, nếu huynh thấy buồn chán thì huynh có thể làm chút việc thiện giúp cho ba tánh. Nói không chừng Ngọc phu nhân sẽ vui giúp ta giải trừ cấm chế trước thời hạn. Thật vậy sao? Có thể mà. Được rồi, huynh mau đi đi. Ê, ta ghét nhất làm biệt ly kiểu này. Ê, nếu huynh còn không chịu đi, ta sẽ giống lần trước ở thành Bách Ly đánh huynh xỉu luôn, sau đó kêu dân tan thị tỷ lôi huynh về. Nàng làm vậy thật sao? Ngày mai ta mới đi mà. Nếu vậy thì về trước thu dọn hành lý đi. Đi đi. A Tệ à, A Mộc, nàng hãy ở lại Ngọc Sơn dưỡng thương cho tốt, ta sẽ trở về đón nàng. Không biết Đông Đại Tướng Quân hẹn ta gặp mặt ở đây là có việc gì? Đương nhiên là có việc cần phải hỏi rồi. Tướng Quân cứ nói. Lần này Quyền Mục Dương để xích dân đi theo dân tan và khôn bốc để tham gia bản anh hùng đại quan, ngài có biết không? Ta biết. Vậy thì ngài có biết Quyền Mục Dương làm vậy là có ý gì không? Chuyện này, Quyền Mục Dương bây giờ thà tin người ngoài cũng không chịu tin chúng ta. Việc này e là ngài nghĩ quá nhiều rồi. Xích Dân đại nhân là thủ lĩnh của Nhược Cương tộc, không thuộc về Quyền Mục chúng ta. Bọn họ cùng đến Ngọc Sơn, chắc chỉ trùng hợp mà thôi. Cài đúng là lòng dạ rộng lượng nhân hậu, không muốn nghĩ xấu cho người khác. Mấy năm nay Quyền Mục Dương không quan tâm tới việc triều chính, có ý định bồi dưỡng cho Hạo Hứa, nhưng mà Hạo Hứa lại quá bạc nhược, chắc chắn ngài ấy sẽ nghĩ cách để tìm người phò tá Hạo Hứa. Mặc dù Xích Dân vẫn chưa thuộc về Quyền Mục, nhưng mà chuyện sau này không ai nói trước được. Một khi Hạo Hứa lên ngôi, những thần tử cùng với Quyền Mục Dương đánh chiếm thiên hạ, chỉ có thể ngồi đợi bị hất đi mà thôi. Đồng tướng quân, sao lại nói như vậy chứ? Lúc xưa chúng ta đã thề với trời,
mãi mãi trung thành với Quyền Mục Dương, với bách tính Quyền Mục, mãi mãi không phản bội. Lời thề chẳng qua chỉ là cái danh nghĩa. Người ta ở trên, chúng ta ở dưới. Chúng ta từ đầu đến cuối chỉ là con cờ của họ. Ngài cũng nhìn thấy rồi, nếu như thực sự mãi mãi không phản bội như ngài ấy nói, tại sao không cho hai chúng ta tham gia vào bản anh hùng đại quan chứ? Ai biết là ngài ấy định lén chúng ta làm chuyện gì đó không? Đừng có ngốc nữa, phải nhân lúc còn sớm tìm đường khác thôi. A Tệ à, sao cả ngày hôm nay ngươi cứ buồn như vậy? Có phải là ngươi đang nhớ Xích Vân không hả? Thực ra thì ta cũng hơi nhớ huynh ấy. Ngọc phu nhân, Xích Vân và Vân Tan đều đã đi hết rồi. Cả Ngọc Sơn chỉ còn lại con ta và Thanh Hòa mà thôi. Nơi này không phải còn nhiều thị nữ sao? Những thị nữ mấy ngày nay còn thấy, ngoại trừ Thanh Hòa ra, đều chỉ là con rối do ta điều khiển mà thôi. Hóa ra thị nữ ở đây đều là con rối. Cứ tưởng đình đài lầu cát ở đây, nhiều dặm xung quanh đều vô cùng náo nhiệt, nhưng không ngờ lại quan du quạnh quẻ như vậy. Ngọc phu nhân, hay là con đi dạo cùng người nha. Được. Sao sắp đến Ngưu Yên rồi mà con Tiêu Dao này lại đi chậm như vậy? Bởi vì đây là Ngưu Yên. Ngưu Yên có khả năng nuốt hết tất cả, gần như không có sinh vật nào có thể sống được ở Ngưu Yên. Đổi thành loài vật khác, đừng nói là bay vào Ngưu Yên, trong vòng 100 dặm đừng hòng tới gần. Xem ra Ngưu Yên không giống như vùng đất kỳ quái mà mọi người hay nói, nó giống ma vực hơn. Có lẽ đây là lý do mà Hà Đồ Lạc Thư được đặt ở Ngưu Yên. Vậy tức là nói, cho dù có biết vị trí của Hà Đồ Lạc Thư, muốn tìm được cũng không phải là chuyện dễ. Ngươi đừng vội, từ từ thôi, từ từ thôi. Cẩn thận. Buổi trưa là lúc sức mạnh của Ngưu Yên yếu nhất, cũng là thời gian thích hợp nhất để bước vào Ngưu Yên. Nhưng mà Ngưu Yên sương mù chướng khí dày đặc, chắc chắn là nguy hiểm vô cùng. Nếu mạo hiểm xông vào, chắc chắn là gặp nguy hiểm. Nếu như Thành Luân đại ca và hai vị dương tử Tuyên Dương từ nhỏ đã thân, không bằng đi cùng nhau, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện này không liên quan tới Hà Đồ Lạc Thư. Bắt đầu từ bây giờ, ta không phải là bạn hữu của ai hết. Ta chỉ là dục thần của Tuyên Dương. Nếu đã như vậy thì dựa vào bản thân thôi. Tri Dược, đợi ta ở đây, ta sẽ đi thám thính một chút. Đại ca, một mình huynh? Ta tự có sắp xếp, bảo trọng bản thân. Huynh phải cẩn thận đó. Để ta đi, huynh ở ngoài đợi ta. Yên tâm, mặc dù ta không thể bảo đảm có thể lấy được, nhưng ta cũng bảo đảm không ai lấy được.
cẩn thận. Huynh không sao chứ? Đại ca, Huynh đừng quên, hắn là Tuyên Dương Dục Thần. Hơn nữa hắn nói rồi, trước khi có Hà Đồ Lạc Thư, hắn không nhận Huynh là bạn hữu của Huynh đâu. Huynh tiết kiệm sức lực, để lúc quan trọng mà dùng đi. Hơn nữa Huynh không thấy ở trong Ngưu Uyên, linh lực của Huynh sẽ trở nên suy nhược sao? Sắp xuống núi rồi, lực hút của Ngưu Uyên càng ngày càng mạnh. Chân Tăng tỷ tỷ, Chân Tăng tỷ tỷ, Chân Tăng tỷ tỷ, để giúp tỷ truyền linh lực nha. Tỷ sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa? Đa tạ. Không có gì. Không sao chứ? Rõ. Bây giờ chúng ta là đối thủ, cũng là kẻ địch. Nếu ai tìm thấy Hà Đồ Lạc Thư trước, là chủ nhân của đại quan, sao đệ vẫn cứu ta? Lẽ nào đệ không sợ lát nữa giao đấu đệ sẽ hối hận vì hành động bây giờ của mình sao? Nếu như nói chỉ vì Hà Đồ Lạc Thư mà phải làm trái lương tâm của mình, thấy chết không cứu, thì đệ không làm được. Không ngờ là đứng trước lợi ích vẫn còn có lòng người. Không hổ là tứ điện hạ Tuyên Dương được người người ca tụng. Lớn thì có tranh giành đại quan, nhỏ thì có tranh giành Hà Đồ Lạc Thư. Đệ là nhi tử của Tuyên Dương Dương, không thể né tránh, cũng không có cách nào ngăn cản. Điều duy nhất có thể làm là không mất đi nhân tính trong cuộc phân tranh. Thân là hoàng tộc, có tấm lòng từ bi như vậy đúng là làm người ta bội phục. Nhưng mà cũng phải biết bảo vệ bản thân. A Mịch, con đang làm gì vậy? Ngọc phu nhân, đây đều là cây dạng tuế ngàn năm, con có biết muốn chúng cao lớn phải tốn bao nhiêu thời gian không?
con lại cắt tỉa chúng thành ra như vậy? Con chỉ muốn dùng linh lực cắt tỉa cho chúng đẹp một chút. Đây tuyệt đối là ngộ thương. Nếu người thấy là con sai, xin người cứ phạt con đi. Phạt? Đương nhiên phải phạt. Phạt con phải quét dọn, sạch sẽ giao trì. Dạ đưa. Thôi được rồi, cũng xem như là có việc cho mình làm. Đại ca. Không sao chứ? Sao rồi? Xích Dân lợi dụng TT tiệm kim kê, chắc vẫn chưa tìm được. Ngươi nói không sai. Nếu như kim kê vẫn chưa xuất hiện, chỉ bằng mọi người liên minh liên thủ lại, ở ngoài Ngu Uyên bố trí quyển thủy kính, một khi kim kê xuất hiện, mọi người đều sẽ phát hiện ra. Được, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Quyền Mục cũng đồng ý. Chuyện hôm nay đa tạ đệ. Chỉ tiện tay thôi, Dân Tăng tỷ tỷ không cần để trong lòng. Cáo từ. Thành Lương, huynh từ cực Bắc Hàng Địa trở về Lân Dân cũng đã 8 năm. Trong 8 năm này, Lân Dân thay đổi rất nhiều. Huynh hãy cẩn thận hơn đó. Ta hiểu rồi, huynh cũng bảo trọng. Xích Chân, ta vẫn chưa hiểu. Chuyện gì? Nếu huynh có thể triệu quán trùng thú ở Ngu Uyên dương lên dẫn trước, đương nhiên sẽ tìm được kim kê trước bọn họ. Vì sao còn không đồng ý liên thủ đặt ra huyễn thủy kính chứ? Muội không thấy Thành Luân đó thông minh như vậy sao? Có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác, cho nên đề nghị của hắn không ai là không đồng ý. Sức mạnh của Ngu Uyên quá lớn, ngay cả khi tìm được kim kê, sau khi vào đó linh lực cũng sẽ tổn hại vô cùng, cho dù có thể ra ngoài cũng không đi được. Đây là điều đầu tiên. Thứ hai, các tộc liên minh chứng tỏ là ai cũng nắm chắc phần thắng, cho nên chi bằng duy trì sự cân bằng. Thứ ba, cũng chính là điều quan trọng nhất, ai có thể khắc chế được sức mạnh mà Ngu Uyên đã nuốt thì người đó sẽ dẫn đầu. Không ngờ là giữa tình hình hỗn loạn như vậy, Lăng Dân Thành Luân lại có được tâm tư thấu đáo như vậy. Huynh cũng không tồi, trong thời gian ngắn đã đưa ra được phán đoán. Nếu không, một trận đại chiến là điều khó tránh khỏi. Phụ Dương nói huynh so với mấy tướng sĩ dưới sự chỉ huy của Quyền Mục thông minh hơn nhiều. Ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm, chúng ta từ biệt ở đây. À, không phải đã liên thủ đặt huyễn thủy kính rồi sao? Huynh còn chuyện gì quan trọng hơn nữa? Xích Dương này, chẳng trách Phụ Dương luôn muốn lôi kéo huynh ấy. Nếu hữu dụng thì là chuyện may mắn lắm rồi, nhưng nếu là đối địch. Sao vậy đại ca? Địa âm nhất định sẽ ra tay với huynh ấy trên đường về Lăng Dương. Thành Luân sẽ gặp nguy hiểm. Huynh muốn quay lại sao? Vậy để đi cùng với huynh. Không cần đâu, để về trước đi. Bẩm báo là chuyện xảy ra ở Ngu Uyên với Phụ Dương, để người khỏi lo lắng. Chạy.